Cô chủ ơi, chay giờ lấy màu ra chơi nè. Xếp đồ nó khoái xếp lắm. Chay nó thích, chay chị để ý nó thích nhất là Lego. Rất là có Lego đâu. Trời ơi, nó biết liền Lego nè. Đúng rồi đó. Đẹp, sao con không đem lại kia đem lại luôn chứ con để làm chi vậy? Ai cho coi cậu hả? Rồi, cô chú ơi, cậu nè, đó, cậu Chánh nè, rồi. Trời ơi, cho cô chú coi cậu nữa đó. Ê, nó nghe nè, rảnh không tự lấy đồ cột tóc tự cột lại luôn đi. Bữa mới cậu mới qua thì thấy cậu thì đi thích cợp vậy đó. Giờ đây mày được sẵn đây, có đây cột tóc lại luôn đi, những cái đồ tóc mệt quá. Cái đồ tóc lắm mắt mệt á. Mẹ tên chi nữa hè? Bổ chay. Bổ ngạc. Bổ ngạc đúng rồi. Ôi trời, đâu không mở mặt bên đây, đâu không mặt bên đây. Trời ơi, không biết đã luôn là gì luôn á. Mẹ vẫn đi đào thao mua mớ đồ chơi, nhưng mà con nhớ nha con, con tuyệt đối không được dễ nhà bà ngoại nha, bà ngoại mới sơn đó. Nghe chưa? Đúng rồi, hứa với mẹ đi. Rồi nó nhìn đó. Nhớ nha, không được dễ nhà ngoại nghe chưa. Nghĩa nhà ngoại là mẹ tốn tiền, mẹ cho bà, để cho bà ngoại là bà sơn nhà lại đó nha nha. Đừng có chơi với mẹ như vậy nha con. Cực kỳ thích chơi Lego với chơi vẽ vời. Ly chơi. Chánh á, mà mai mốt mà cái thằng Ray hình nó có lớn á, cũng dạy cho nó cái cách tự lập. Tự lập đồ này kia hết nọ, cho nó tự động khám phá. Gì? Gia đình bây giờ tự lập rồi, gia đình là tự ngủ nghiêng rồi. Tự lập luôn rồi. Nói tiếng Việt. Đúng rồi, rồi sao nữa? Rồi con làm gì? Ủa cắt tóc hả? Trời ơi, thôi tôi mệt cái vụ này quá. Sorry hả? Giật tóc mẹ ra đau, sorry. Rồi, mẹ cảm ơn nha. Rồi cắt ngắn ngắn luôn, cắt ngay giống như cậu Chánh vậy đó. Cắt ngắn giống như tóc của cậu Chánh nha. Rồi, đứt tóc chưa? Còn có đầu tóc lên nhìn nó gọn gàng, con người người sạch sẽ, gọn gàng. Mẹ của con trai tên chi đó hả? Nói tiếng Việt. Mẹ làm sao? Trời ơi, coi xỏ cái tay vô cái kéo cắt kìa, coi được dữ chưa? Trai, mẹ tên gì trai? Trai, mẹ tên gì? Mẹ tên gì? Con yêu mẹ hả? Hả? Hung cái vai mẹ cái đây. Cô chú gọi ra mua gì hoang người ta đó. Dạ alo. Alo. Dạ. Cô chào con Cái Ngọc, cô bán nhiều qua người Tây không con? Con đây cô. Cô. Trời ơi, Ngọc đang ngồi, nó nói mẹ muốn cô chú, mẹ ơi, ý là nó muốn Ngọc quay, nó chuẩn bị làm gì đó. Con chuẩn bị làm gì vậy? Con chuẩn bị vô nhà hả? Ok. Muốn mẹ quay cô chú làm gì vậy? Muốn mẹ quay cô chú làm gì vậy? Upsi. Chỉ là nói. Cái gì vậy con? Chỉ có con với mẹ với bà ngoại thôi hả? Cô muốn làm cái gì? Bà Chánh. Wow. That's my sister. Con nói mẹ ơi, cái này là cái kéo của con. Cái kéo của con. Đúng rồi. Cái kéo cắt tóc, đúng rồi. Cái cột tóc. Cái này cột tóc, đúng rồi. Giỏi. Chỉ là nỗi nhớ. Cái gì? Wait for me, okay? Nói tiếng Việt. Mẹ chờ con. Mẹ chờ con hả? Mẹ ngồi đây mẹ chờ vậy hả? Ngồi vừa ngửa vậy thôi, không được nhúc nhích phải không? Trời ơi. Không được nhúc nhích hả? Con nói đi, không được nhúc nhích. Ok, không được chung chích, ngồi em nghe chưa? Trời ơi, mẹ ơi, chờ con. Wait for me, ok, rồi chưa ghê không? Đánh.
nó cứu cậu nó ghê không? Sure. Wow, you are my hero. Thank you. Mẹ ngồi. Hả? Mẹ ngồi hả? Không, mẹ ngồi xích la. Mẹ ngồi xích la hả? Xích la, ok, xích la. À, con muốn chạy nhanh hả? Đi đâu hả? Cái gì trời? Ok. Chơi con hả? Rồi chơi đứng lên cho cô chú coi bộ đồ mô phạch coi. Trời ơi, cậu vậy đó hả? Mẹ kêu đứng lên cho cô chú coi chứ mẹ đâu có kêu mô Phật đâu. Chứ mẹ đâu đứng lên cho cô chú coi bộ đồ mô Phật. Ồ vậy hả? À con ngồi con mô Phật vậy? Flower hả? Cái hoa đó là con biết hoa gì không? Hoa sen. Rồi mô Phật sao? Mô Phật sao làm cho cô chú coi coi mô Phật sao? À, con ngồi tướng kìa. Ngồi tướng kìa. Quá đẹp luôn, hay lắm bồ ơi. Nhìn mẹ cái cười cái coi. Chi chụp lên mình coi. Chay, nhìn mẹ cười cái tập đó mình ơi. Đi đâu con? Trời ơi, cứ mang cái đu dò chứ mà đẹp trên. Con muốn đi đâu? Trời ơi, con mặc cái bộ đồ rồi mang cái đôi dép nó lịch sự dễ sợ. Nó lịch sự một cách dễ sợ. Trời ơi, bây giờ đi ra sớm người ta rồi phải không? Hả, con người lịch sự bụng bự. Thôi, ở con người lịch sự mang đôi dép mà lịch sự luôn. Cái gì? Xe. À, mẹ đừng có đi ra ngoài đường xe, đúng rồi. À, nó thấy có con nít là nó chạy tới nó làm quen nè. Hello mấy anh mấy chị. Hello. Đúng rồi, giỏi. Em nè. Giang hồ Michigan. Giang hồ Michigan. Hello. Good, how are you? Cái cô đó cô đóng cửa lại rồi hả? Biết làm sao cô đóng cửa lại không? Tại vì mình không có được tới gần nhau. Cái thời buổi này là mình không có được tới gần nhau. Cái năm này nó lạ lắm con. Ai cũng phải xa nhau hết á. Hello mấy anh mấy chị. Em là Giang Hương Michigan. Hả? Cái đó là cái gì con nói mẹ nghe coi. Mẹ ơi cái này cái gì á? Cái này là để chơi bóng rổ nè, con nhớ không? Ở nhà con có cái lùng á. Còn cái này nó cao hơn dành cho người lớn. Oh, ok. Ok. Cái đó là dành... Hả? Giống nhau. Ừ, giống nhau hả? Để coi coi, cái giống không? À, giống nhau. Giống nhau mà một cái cao hơn, một cái thấp hơn đúng không? Có hai cái đầu điểm, 2, 3, ba cái dữ vậy? 1, 2. Đúng rồi. Trời ơi giống nhau. Không đừng đi ra đường xe. Nói tiếng Việt mới đi. Mẹ đi con. Đúng rồi. Đó cho đi nay đi vòng vòng qua vòng vòng sớm nhà ngoại năm cho cô chú coi. Cái này là con đường đất đó con. Việt Nam mình gọi là con đường sỏi đá. Con đường sỏi đá đúng rồi. Ôi trời ơi, mà đá là cầm là phải chọi hả? Không mà bữa nay mình mặc bộ đồ lam nên mình đừng chọi đi được không? Mình nhẹ nhàng thôi được không? Ôi cha ơi. Trời ơi coi đi kìa. Con đường này cũng đẹp đó cha nha. Mẹ là mày thấy con đường này cũng đẹp đó. Wow. Cái này là cửa sau của nhà người ta hết nè. Garage. Đó mấy anh mấy chị chơi trong cổng rồi. Trời tội nghiệp không. Ê cái đó thùng rác tránh ra. Kìa mấy anh mấy chị kìa. Đó chơi chổng kìa thấy tội nghiệp không. Không cho nhỏ vô. Trời ơi nhỏ đứng. Nhỏ ơi nhỏ đứng rồi. Không được. Không được cái đó nhà người ta đâu vô được. Người ta đâu cho vô. Đâu phải nhà ai cũng được vô đâu cháy. Tội nghiệp không muốn đi vô chơi mấy anh mấy chị. Tội không. Đâu được đâu con. Cô buồn không. Trời ơi mẹ xin lỗi nha. Trời ơi muốn chơi. Kìa cháy kìa. Kìa. Chết lâu kìa nhìn kìa cháy đi lượt. Hi. Hi. Trời ơi tôi có mừng kìa. Trời ơi tội nghiệp không. Đó tớ yêu nhau thời Covid nè cô chú nè. Trời ơi tội nghiệp không đứa bên hàng rào này đứa bên hàng rào kia.
Rồi đừng lấy đá chọi người ta nha. Kìa chị đó, chị hai kìa, chơi kìa. Trời ơi quá trời anh, quá trời chị chống luôn kìa. Chơi chơi chị kìa, chơi. Chị kìa, chơi kìa. Muốn chị hả? Bó tay, mẹ cũng bó tay luôn chứ sao muốn được. Tội nghiệp không? Ôi trời 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 trời. Du kê. Trời con có con buồn hả? Mẹ xin lỗi con nha. Đừng có khóc. Hả? Con muốn anh chị hả? Để làm cái gì vậy? Hả? Muốn đi park hả? Ôi trời 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 trời, đi mẹ, đi mẹ, đi mẹ. Rồi, lặn vô. Rồi, đi. Tội nghiệp không? Muốn đi ăn, muốn đi chạy. Oopsie. Oopsie, oopsie, oopsie. Không, anh với chị đóng cửa trong nhà rồi, không có gặp được. Hả? Muốn đi park hả? Sao đi park được? Wow. Máy bay ở đâu á? Máy bay bay vậy hả? Máy bay u cha, máy bay bay vậy hả? Mai lại I show you. Show mấy gì? Ai vậy? Cái gì vậy? À máy bay hả? Máy bay chưa chạy nè. Máy bay của ai vậy? Máy bay đó là ở Chuck E. Cheese đó chơi. Chuck E. Cheese. 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 Không phải cheese, không phải cheese. Cái nơi đó gọi là Chuck E. Cheese, chứ không có đó không phải là cheese. Ừ, chú chạy xe đạp đó, anh chạy xe đạp đó. Nó chạy xe đạp rồi cái quay story cho Instagram đó. Không mẹ hả? Chi vậy mẹ cầm này chi vậy? Hả? Ai để quên cái đó đó hả? Con nói mẹ ơi ai để quên vậy? Mẹ đâu biết đâu, chắc trời cho con đó. Máy bay kìa. Máy bay nè. Ừ máy bay nè. Chị cũng có máy bay dưới đây nè. Máy bay. Trời ơi mặc bộ đồ lam đi vòng vòng trong sớm. Cô chú thấy không? Ở thành phố nó khác với lại ở ở dưới Michigan của Ngọc là vậy đó. Đó, những cái nhà này đó là sang sát vậy đó, đi rồi đi từng hẻm, một cái hẻm ở Mỹ gọi là block. One block. So nếu mà các bạn đi tới cái hẻm kia, người ta nếu mà các bạn đi hỏi đường, người ta sẽ hỏi là mình sẽ hỏi người ta là ồ mày có biết cái số nhà đó ở đâu hay không? Thí dụ vậy nha. Cái người ta sẽ hỏi nói là ừ mày đi hai block đường nữa là tới, giống như là hai con hẻm nữa là tới. Cái chữ block á, b l o c k, mày đi hai block đường nữa là một cái con hẻm này là một cái block nè, hẻm sau nữa là block là block thứ hai nó sẽ tới. Hai block đường á. Ví dụ như hỏi ê từ đây tới đó sao bao xa mày, cái mình nói là ừ chắc có khoảng 5 lóc đường là tới vậy đó. Chạy con mèo chạy, look Jady, look at the kitty cat. Wow. Wow. Hả? Hi. Đó kitty cat đó chạy. Aww, that's so cute. JD, can you ask what's her name? Hỏi mèo tên gì chay? What's her name?
Rồi mày đi. Trời đất ơi con. Mấy đứa này là mấy này à, mấy này người Trung Đông đó, nó Trung Đông đó. Hai. Ah, you pet her. You want to take her with you? Oh, 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 oh. Mèo này cũng hiền nè, mèo khoái chơi nè. Ồ. Ồ, bà đứng tướng nè, trời ơi. Chú nói mày, mày có thích nó không? Nó nói nó gật đầu. Mommy, come. Come where? Where you want? No, con cứ lại đi, mẹ ngồi đi, mẹ quay đi video. Kêu mẹ lại rợn mèo chứ. No, I'm not gonna pet her. Rồi cô đó bồng về rồi, con bye bye đi, say bye bye. Đi về con. Trời ơi. This is my pet, pet, I need cat. À, con mới vừa nựng con mèo hả? Mèo giống nhau. Mèo giống nhau hả? Dạ. Mèo giống ai? Ờ, mèo giống Lucky. À, con mèo nó giống Lucky hả? Nhưng mà Lucky màu gì? Màu black. Lucky bọc lá, con mèo nó màu gì? Mèo màu white and black. Ồ, con mèo đó white and black hả? Có không? Phải không? Phải không? Để mày nhớ lại coi, con mèo đó hồi nãy mày thấy là có màu trắng đó, rồi có màu đen không? Mèo đó có màu đen không? Dạ. Có hả? À, nó nói mèo nó trắng với đen, còn Lucky thì màu đen không? Mà con mèo giống nhau luôn hả con? Dạ. Trời đất ơi. Nó mèo giống nhau. Ôi, ôi, thương má đi thôi á. Gì vậy? Hello. Hello ai ạ? À? À, à, hello bà à. Tự nhiên Ngọc đang ngồi quay lưng lại nó, cái bà đó bà đi ngang mà Ngọc không thấy. Nó hello, Ngọc nó ủa hello ai vậy? Đó, thấy người ta ngoài đường thì hello. Mà còn hả, người mà trực tiếp lại hello với nó không hello, người ta nó mắc cỡ, có được không? Đi qua nhà chị đi, chị bữa nay đi ăn đầy tháng rồi. Chị Mona đó đi, nay đi qua nhà rồi, em của chị ăn đầy tháng rồi. Thôi đi con. Vô nhà. Chơi nhiêu đó đủ rồi, tham quan sớm của ông ngoại năm nhiêu đó là đủ rồi, giờ đi vô khoe ông ngoại, bà ngoại con mới lượm được chiếc máy bay. Để lên bye bye. Đi bye bye.